những trái mía khô á, chắc là nó lâu rồi nó sẽ bị rụng thôi. Nhưng mà mình dám khẳng định luôn là cây mía này nếu mà nó rung thì nó rung với một cái nhịp độ rất là lạ. Mọi người xem này, nhìn cây mía rung này nha, đó thấy chưa, mọi người thấy không, mọi người thấy cây mía rung là không, đen xì luôn. Đây này, ừ mọi người ơi, đây một cái xương này kinh chưa, quay gần xíu cho mọi người xem nhé. Đây, đây là xương nhé, xương nhưng mà nó đã bị đốt đen xì luôn rồi. Xin chào, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại là 12 giờ đêm rồi nha mọi người. Và Nhân đang có mặt tại Ninh Thuận. Và sau khi Nhân tìm hiểu về một cái phong tục rất là ma mị của người Chăm, đó là cái phong tục là chôn người sau đó là khoảng vài năm sau họ đào lên, sau đó họ lấy cái phần xương của cái trán á, cái trán trên đầu của mình á, thì họ đem đi chôn, và còn lại những cái phần xương khác thì họ lại đem đi thiêu một lần nữa. Nhưng mà có một điều đó đặc biệt là người nam á, thì họ sẽ lấy là 7 cái xương trán, còn người nữ á, thì họ lấy 9 cái họ đem đi chôn mọi người. Nhưng mà còn thêm một điều đặc biệt nữa là người Chăm á, họ sau khi họ mất á, và được mai táng thì tất cả những người trong dòng họ không dám đặt chân đến cái phần mộ của cái người chết đó, bởi vì là cái phong tục của người Chăm họ bảo là người thân á, sau khi mà đã mất á, thì họ sẽ về họ bắt những người trong nhà thôi mọi người. Một cái điều mà cảm thấy rất là sợ hãi luôn. Mà hiện tại là Nhân đang ở một mình ở một giữa cánh đồng, đằng sau lưng kia là có một số cái phần mộ của người Chăm. Sau đó bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu. Úi trời 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 trời, trời. Đèn nó chói mắt không có thấy được luôn mọi người. Mà người Chăm á nha, ban đêm họ rất là sợ ma, họ không dám ra ngoài luôn. Hiện tại là Nhân đang trên đường đến cái nơi mà họ chôn những cái xương, cái phần còn lại của cái trán á. Hiện tại là bây giờ 12 giờ đêm nha mọi người. Và ban đêm á, thì người Chăm á, họ không có dám ra ngoài. Nhưng mà mình thì hiện tại là mình đang lang thang ở một cái cánh đồng, mọi người xem nè. Đó, phía xa xa đằng kia thì cũng có một vài căn nhà nhưng mà họ cũng đã ngủ rồi. Mà hôm nay á, là cameraman của Nhân á, đi một đường rất là xa, sau đó leo núi về thì nằm ngủ như con heo vậy mọi người. Bây giờ đành hiện tại thì Nhân phải đi một mình để mà khám phá cái khu đó, xem thử là có phát hiện được những cái điều gì về tâm linh vào ban đêm hay không. Hiện tại là Nhân đang cách chỗ khu mộ của người Chăm khoảng 100 mét nè mọi người. Ở đây thì Nhân có thấy rất là nhiều những cái thanh củi này. Và sau khi cái tìm hiểu của Nhân thì Nhân được biết là gần những cái khu mộ người Chăm á, họ sẽ lấy những cái bộ xương lên họ đốt lại. Và đây có lẽ là cái nơi mà họ đốt nè mọi người. Đây, cái áo trắng vẫn còn này. Nhìn ghê quá. Bây giờ Nhân sẽ tìm xem thử có những cái mảnh xương nào còn sót lại ở khu vực này không nhé. Đây 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 đây, có mọi người, có. Mình có thấy một cái mảnh xương. Bây giờ phải dùng cây để khều nha mọi người. Mình kiếm cái cây mình khều lên. Cái xương đó bây giờ nó cũng nó hòa với lại cái màu đen của than á, vì thế nó đen xì luôn. Đây này,
Mọi người ơi, đây một cái xương này kinh chưa. Quay gần xíu cho mọi người xem nhé. Đây, đây là xương nhé, xương nhưng mà nó đã bị đốt đen xì luôn rồi. Ghê quá. Khu vực này là họ đốt những cái phần còn lại của cơ thể người, xương người. Họ sẽ lấy đi cái phần xương trán thôi, họ đi họ chôn lại. Dưới này là cái sông nè. Hiện tại một mình ở khu vực này 12 giờ đêm ói quá mọi người. Rồi bây giờ Nhân sẽ đi vào cái khu mộ của người Chăm cho mọi người xem nhé. Bởi vì là trong cái khu mộ của người Chăm á, thì cái phần xương trán á, họ sẽ đem chôn lại và họ sẽ đặt một cái cục đá lên. Đó là một cái điều rất là dễ nhận dạng. Ui, cái chỗ này có một cái cây to quá. Ban đêm mà nhìn một cái gốc cây to, phải nói cái cảm giác nó không có được thoải mái mấy đâu mọi người. Đây, có một cái cây phải nói rất là to luôn nè. Ghê chưa. Đi thì lâu lâu mình cũng phải quay ra đằng sau một xíu. Nhiều khi mè cỏ không thấy nhưng mà sợ cướp mọi người. Đó, cái phía xa xa bên kia kìa là cái phần mộ người Chăm. Bây giờ Nhân sẽ băng cái đường ruộng này nè, Nhân sẽ băng vô. Mười hai giờ đêm mọi người, ói thiệt luôn. Thật ra mình nói 12 giờ đêm không biết ai tin không. Để mình lấy điện thoại ra mình coi, đưa cho mọi người xem nha. Ô, coi 23 giờ 46. Ồ, xin lỗi mọi người, không phải 12 giờ đêm mà mới có 12 giờ kém à. Ui, trong này có cây me to quá. Ui, mọi người ơi, sao tự nhiên cái chỗ cái này nó rung dữ dằn vậy ta. Có một cái điều hiện tượng gì lạ. Đâu có gió đâu. Ôi, còn cái nhánh me nó rung nè. Ôi, sao tự nhiên có một cái nhánh me chỗ này nó rung mạnh quá. Hay là có, có một cái gì đó thôi. Tự nhiên cái nhánh me nó rung lên làm cho mình có cái cảm giác. Ôi, nó rung đó không đó. Nó rung không có được như bình thường luôn. Ui, lạ quá. Nè, mọi người xem đâu có gió đâu, thấy không? Những cái nhánh me này không có động đậy luôn. Cánh cửa này hình như là không có khó. Để mình... Ui! Ui, cái gì đấy? Tự nhiên cái quả me rụng mọi người. Rụng trúng ngay mình luôn. Nếu mà mình không có giữ được bình tĩnh chắc nãy giờ mình chạy rồi. Nè, mạng nhện nè. Đó, bắt đầu. Cái gì? Chó sủa. Đây, đây là khu mộ của người Chăm. Bây giờ mình sẽ đi quanh một vòng khu mộ này. Ông cameraman của mình khi mà vô đến đây, ông mệt quá, ông ngủ ngáy như một con lợn. Bây giờ mình phải đi một mình đây. Hình như nếu như mà mắt, cái mắt của mình không lầm thì có một cái gì nó mới thoáng lên cái chỗ này nè. Mọi người kìa, mọi người có thấy gì không? Nó có một cái ụ lên nè. Có một cái ụ bằng đá đó, thấy không?
sao trong khuôn viên. Úi, trời trời trời. Ui. Sao cái chỗ xi măng này nó yếu quá ta? Nè, mình mới làm bể á, sorry nha. Có cái ui đây nữa nè. Một cái điều rất là đặc biệt nè, mình muốn chia sẻ với mọi người nha. Là bên dưới cái cục đá này là cái phần xương á, xương người á mọi người. Xương người nhưng mà chỉ có là xương trán thôi nha. Xương trán thôi chứ còn tất cả những cái xương khác thì họ đem thiêu rồi. Trong khuôn viên này thì mình chỉ có thấy hai cái cục đá thôi. Ui, cái gì đó trời. À, chắc là con thằn lằn. Có con thằn lằn nó chạy ra nè. Mọi người nhìn thấy cây me này. Cây me to vọt khỏe luôn. 12 giờ đêm mà lang thang ở cái chỗ tâm linh này nó cũng có một cái gì đó nó ỏi quá mọi người. Mà đặc biệt là người Chăm thì ban đêm họ không dám ra những khu vực này đâu mọi người. Phải nói rất là kinh khủng. Phía bên này là cánh đồng. Phía bên này cánh đồng nè mọi người. Cây me rất là to luôn. Và bây giờ mình sẽ đi vòng vòng ở khu vực này sẽ tìm hiểu thêm. Ui, rất là lạ luôn. Có cây me nó rung nè mọi người. Lần đầu tiên mà mình thấy một cái cây me mà rung chỗ này luôn á. Những trái me khô á, chắc là nó lâu rồi nó sẽ bị rụng thôi. Nhưng mà mình dám khẳng định luôn là cây me này nếu mà nó rung thì nó rung với một cái nhịp độ rất là lạ. Mọi người xem này. Nhìn cây me rung này nha. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy không? Mọi người thấy cây me rung lạ không? Để mình đi lượn thêm một vòng nữa khu vực này xem thử là cái gì trắng trắng vậy ta. Có lẽ là chắc là cái trụ gì đó thôi mọi người, không có gì hết. Để bây giờ mình sẽ đi thêm một vòng ở khu vực này xem thử có phát hiện cái điều bí ẩn gì về tâm linh không. Mọi người, thì mình mới phát hiện thêm một cái nơi chôn cất của người Chăm nữa mà nó to hơn cái mà mình vừa quay luôn. Và bây giờ mình sẽ thử đi qua bên đó có cái gì đặc biệt không nha. Biết đâu được là mình sẽ bắt được một số hình ảnh gì đó về tâm linh. Hy vọng là sẽ có. Nhắc lại với mọi người, hiện tại bây giờ là 12 giờ đúng. Nói chung hồi hộp quá mọi người. Da gà, da ốc rồi nổi hết lên thôi. Bởi vì mình nghe những người Chăm ở khu vực này họ nói là ban đêm họ không dám ra ngoài luôn. Và mình sẽ đi ra ngoài xem thứ có cái gì đặc biệt không. Ôi, khu bên này to lắm. To hơn khu bên kia luôn này. Khả năng là mình sẽ đột nhập vào cái khu này, này. Khu này to này. Ok. Ồ, bên đây nè mọi người xem nhé. Họ gắn ve chai nè, leo lên dễ bị đứt chân lắm. Nhưng mà phía trước này họ không có để ve chai. Ok, đột nhập. Đột nhập là nghề của mình mà. Ui trời, cái gì đó. Mình vừa nhảy vô là có âm thanh lạ. Đây là một cái giếng này nhưng mà rất là ít nước luôn nha. Ui, có nhiều âm thanh lạ mọi người. Bắt đầu. Ui, đói. Đó, trên cây.
Bỗng dưng vô đến khu vực này mình cảm thấy sởn dây ốc rồi. Đó, mọi người nghe không biết chứ, mình nghe rất là rõ luôn. Trên những tán cây có những cái âm thanh lạ. Và đúng như mình nói ngay lúc đầu giới thiệu nha, là phía dưới những cái cục đá nhỏ này á, là cái phần xương, mà xương trắng á. Mà có thêm một điều nữa mà mình cũng cảm thấy cũng... Ui. Cái gì trời? Có một điều nữa mà mình cảm thấy rất là kỳ lạ ở những cái khu trong này. Đó là có những cây me rất là lớn. Mà cây me thì mọi người cũng đã biết rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thử vào đây. Bắt đầu trên cây có những cái âm thanh lạ đấy. Cảm giác 12 giờ đêm ở một mình trong một cái nơi như thế này, phải nói không có cảm giác nào hơn luôn. Một cái nơi mà nó rất là lạ đối với mình. Hình như mình nghe có những cái âm thanh lạ, không biết là nó phát ra từ đâu. Đi lâu lâu mình phải nhìn ra sâu xíu mọi người. Đó. Có những cái âm thanh lạ quá. Mình không dám chắc là âm thanh đó là từ đâu nữa. Đấy, mọi người thấy không? Không, có lẽ là chim hay là thằng lằn gì đó, nó động chạm ra mấy tôn, nó làm ra những cái âm thanh đó thôi. Khả năng đó. Một cái gì vậy ta? Thôi rút rút mọi người, rút rút. Bắt đầu có những cái hiện tượng lạ rồi. Thôi phải rút thôi. Ui, cái gì đấy? Đặc biệt, ôi, suýt tí nữa là leo. Leo trúng ngay cái chỗ mì ve chai này rồi. Nếu mà leo trúng ve chai là thôi xong luôn. Giọt, 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 giọt thôi mọi người. Ui. Ui. Mọi người, có lẽ Nhân sẽ kết thúc clip này nhé. Nếu như mà mọi người xem clip mà cảm thấy thú vị thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho Nhân nhé. Còn bây giờ Nhân phải rút thôi.